It could be us so back to what i was saying could be us. con gái x bốc lửa cá tính của tài tử Miêu Kiều Vĩ. Miêu Đồng, con gái tài tử Miêu Kiều Vĩ sở hữu vóc dáng gợi cảm phong cách cá tính, cô hiện theo đuổi đam mê diễn xuất tại Hollywood. Theo trang Sina, bố con Miêu Kiều Vĩ vừa có chuyến ra ngoại, vốn kín tiếng đây cũng là lần hiếm hoi tài tử xuất hiện chung khung hình cùng với con. Trong khi một số bình luận khen nam diễn viên phong độ, số khác ấn tượng trước sự trưởng thành của con gái anh, diễn viên Miêu Đồng. Miêu Đồng năm nay 30 tuổi, cô sở hữu thân hình gợi cảm, theo đuổi phong cách phóng khoáng, sexy. Ái nữ của tài tử được nhận xét có tính cách hướng ngoại, năng động. Từ nhỏ, cô chọn đi du học và làm việc tại Canada. Cô cũng có niềm đam mê du lịch, leo núi cùng bạn bè, người thân nhờ vẻ ngoài nổi bật bể đỡ là người bố nổi tiếng miêu đồng từng nhận nhiều lời mời hợp tác đóng phim quay quảng cáo đài tvb từng ngỏ lời muốn ký hợp đồng tham gia miss hồng kông song cô từ chối miêu đồng cũng có nguyện vọng nối nghiệp bố ở vai trò diễn xuất tuy nhiên cô không chọn con đường bằng phẳng phát triển sự nghiệp nghệ thuật ở hồng kông mà quyết định tấn công vào hollywood theo giới truyền thông một phần của định hướng này vì cô không muốn mang tiếng sửa hơi bố mẹ Cả Miu Kiều Vĩ lẫn bà xã diễn viên Thích Mỹ Trân đều ủng hộ suy nghĩ này của con. Trên mạng xã hội, Miêu Đồng thường đăng tải nhiều ảnh gợi cảm, tuy nhiên những khoảnh khắc nóng bỏng quá mức khiến nữ diễn viên từng vấp phải chỉ trích từ cư dân mạng. Trong quá khứ, người đẹp chín x cũng nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò, phóng túng, ăn chơi. Lựa chọn phát triển tại nước ngoài, Miêu Đồng cũng tham gia nhiều tác phẩm như The Past Never Dies, Roy, Diana Cô còn được biết đến với vai trò nhiếp ảnh và từng tổ chức triển lãm ảnh ở Hồng Kông. Miêu Đồng từng thản thắn trả lời về việc từ chối sự nâng đỡ từ bố. Công việc là công việc, đời tư là đời tư. Ông ấy là một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng, nhưng ông ấy cũng là bố tôi. Hai thứ đó không giống nhau. Miêu Kiều Vĩ sinh năm 1958 là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hồng Kông thập niên 80 khi dấu ấn qua các phim như Anh Hùng Xả Điêu, Sở Lưu Hương, Người Rơi, vai diễn anh ba trong kẻ kế tục Giang hồ, góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên lên hàng sao hạng A của làng giải trí. Miêu Kiều Vĩ cùng diễn viên Thích Mỹ Trân kết hôn năm 1982, gần 40 năm bên nhau, họ xây dựng tổ ấm với một trai, một gái.